Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu bản cập nhật mới của File Excel giúp chuyển đổi hình ảnh sang văn bản một cách hiệu quả. Điểm mới đầu tiên trong bản nâng cấp này là khả năng chọn ngôn ngữ của hình ảnh để chuyển đổi. Hơn 100 ngôn ngữ được hỗ trợ và khi các bạn chọn một ngôn ngữ chúng tôi cung cấp liên kết tải gói ngôn ngữ tương ứng điểm mới thứ hai là tối ưu hóa tốc độ chuyển đổi phụ thuộc vào khối lượng văn bản trong ảnh với các hình ảnh ít văn bản tốc độ có thể đạt khoảng một giây cho mỗi ảnh điểm nâng cấp thứ ba là tốc độ chuyển đổi hàng loạt ảnh sang văn bản khi chọn tất cả ảnh chúng sẽ được chuyển đổi ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi chúng tôi sẽ minh họa ví dụ về điều này trong video phiên bản nâng cấp này áp dụng cho bản Pro và hướng dẫn cài đặt chi tiết đã được trình bày trong video trước đó. Các bạn có thể tìm đường dẫn đến video đó trong phần mô tả của video này. Ngoài ra, để tải phiên bản miễn phí, các bạn có thể truy cập đường link trong phần mô tả của video trước. Xin chào và hy vọng gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.